Xin chào bà con cô bác đến với shop đào.ff.com với rất nhiều món quà và sự kiện hấp dẫn đang chờ anh em vào mùa hè sôi động. Tăng tỷ lệ nổ hũ cực cao trong tất cả các loại vòng quay. Chỉ với 19k anh em có cơ hội nổ hũ lên tới vài chục ngàn kim cương. Đặc biệt là khuyến mãi 100% tỷ lệ thẻ nạp chỉ có tại shop đào.ff.com. Ok anh em ơi, và mình đã mời hai dân chơi vô anh em ơi. Đấy, mình đã kêu là không cúng cái kiểu nha anh em nha, kêu không cúng nha, là hai anh em này ok, không biết giờ hai anh em được cúng nha anh em. Để coi thử coi lính của thầy Đào nó có nghiêm túc không nha. Để mình thử khách coi gu xì là bạn nữ bên kia bắn như thế nào nha anh em. Đấy, chứ nghe nói bắn ghê lắm chứ. Ok anh em ơi, và trận đấu đầu tiên đó chính là trận đấu lùng bạc nha anh em. Đấy, mặc bộ đồ cho mình. Ôi trời, ngày cái quả mông có cái chú mèo gì đội Dung Miễn kìa anh em. Á, nhìn tôi bắn, tôi không bắn kéo tầm, tôi bắn ngay chắc kéo ngược chứ đích quá ha. Đấy, cái được cái mông cái lộn. Chà, yeah. Máu hơi vàng nha anh em nha. Tôi là con gái mà anh em bắn từ đâu hơi đỏ là được anh em. Rồi nào, bình tĩnh thôi. À, trời ơi, bắn gán lên để lấy tiền em ơi. Ui, thằng kia đứng em bắn với đậu đây mà, đậu xanh á. Ui, thằng này đặt con keo nó núp rồi. Còn thằng bên đây là hình như là nó hả sao anh em ơi, kiểu như nó muốn solo 1-1 ấy. Thôi kệ, để tôi coi thử bạn nữ bên đây solo 1-1 lại nha anh em nha. Ui rồi ơi, em của Lisa. Ui, mới nói với cậu em của Lisa, hình như nhắc tới Lisa là bắn vào đậu anh em ơi. Đâu thử mình kia, mình coi thử là Lisa. Ôi ơi, Lisa. Rồi hết hiệu nghiệm rồi. Đấy, một viên cho người rồi. Chỉ còn một viên cho đậu, nó hơi hên xui là bên kia chết luôn nha anh em nha. Bên kia có mũ à. Ui, một ghi nữa là ngấm ơi, một ghi nữa thôi anh em ơi. Ôi má, con gái đứa bắn hay ghê không nở. Ti mà nó mít hơi nhiều anh em, nhưng được cái là cái độ chính xác bắn lục bạc hay là bị hơi bị ghê luôn anh em ơi. Ok anh em, mà đây là cái đó, hai bên đây là hai dân chơi là đã mua cho mình, đó chính là hai cái súng UMP và cái MP5 anh em. Đây thì cô gái quần mông mèo của chúng ta đã mua được cái cây UMP anh em à. Một bộ đồ như tiểu hư anh em, nhưng mà bắn không biết phải là thì Mỹ Nết Na là bắn như một con hổ anh em. Để tôi coi thử cô gái này bắn. Em của Lisa tên là Gucci anh em à. Gucci chứ không phải là Gucci đâu nha anh em nha. Anh em là không cho kỹ đây. Ôi chà, bắn cũng hên chui. Ôi vàng hơi vàng anh em ơi. Ôi, hai viên đỏ anh em, nói chung là con gái thì anh em cũng hơi thông cảm cho người ta nha anh em nha. Đấy, thầy thì thầy bắn cái nào thì thầy thắng là thua, thì thầy cũng cổ vũ hết. Ui, ảo thật đấy. Một pha công ngu đến từ vị trí của dân chơi bên kia là phải nằm xuống anh em. Hiện tại Gucci đã có một kill rồi. Bên kia là tôi thấy là Di méo ngu đã công lên luôn rồi. Gucci đang chạy rất là ghê anh em à. Hai bên đang công qua công lại anh em ạ. Đấy, đã phát hiện rồi. Rồi bên kia bắn vô đầu rồi anh em ơi, toàn rồi. Bên kia bắn vô đầu của em đi xa, sắp đứt rồi anh em ơi. Gạt chân luôn là có đến từ vị trí của Gucci. Liệu Gucci có làm nên được cho. Ôi, bông gì cho đầu nữa. Qua đây là Gucci, một pha cưng hai vãi đạn đến từ chiếc Gucci anh em. Bữa đây hình như nó đang hả sao anh em à. Thằng gì mới ngủ hả sao nó bắn kỳ ghê nọ. Tôi không hiểu là sao nó bắn gì, nó bắn cái nhảy nó không bắn luôn anh em. Thầy không biết là bên kia nó biết là bên đây là con gái hay là sao thì nó hả, tôi không biết nha anh em nha. Đấy, nhưng mà hả một hồi là hua cái là toan luôn đấy. Nhưng mà hắn, nói chung là hắn hô chân này, thì chân này nếu mà Gucci hắn ấy thì thầy Đào sẽ tặng cho Gucci 5.000 cương nha anh em nha. Ui, về đấy. Ui, Gucci hú đỏ luôn nữa. Trời, gớm vậy anh em. Ủa em gái Lisa bắn ra đạn tàu nào không trời. Anh em xem kỹ cái Gucci nó bắn thật sự là kỹ năng không nha anh em nha. Đấy. Ui, đó. Cái này là đậu xanh kỹ năng 100% luôn anh em ơi. Đậu xanh kéo cái này là phải dị từ trên xuống dưới, từ trên dưới, kiểu mà lượng sóng ấy, vô đầu gịch xuống nha, chứ không phải là âu tu vô đầu nha. Đẳng cấp 10 điểm. Khẹt. Nhưng mà sao thầy thấy bên kia nó bắn không đúng thực lực của nó anh em à. Đậu xanh nó bắn cái gì mà không được một kill nào luôn anh em. Hai thằng bên đây đúng bê đê luôn á. Bắn thì chúng ta biết, dẫu biết là bên kia là con gái, chúng ta phải bắn sao cho nó đẳng cấp chứ, bắn hả vậy là chết rồi, là nhục hai thằng đàn ông lắm ấy. Đúng rồi, công lên cùng lúc vậy đó, bắn cho có. Ui chết rồi, bể cái đầu rồi. Hai em có vàng có đỏ rất là nhiều. Ui hai em từ từ mình đánh. Ê hi, ngoài đó là vị trí của Gucci Việt Nam.
Ông khoa gục đến từ vị trí gì méo ngu. Nhưng mà trận đấu này thì tôi nghĩ là ta là ngu thiệt rồi đấy, chứ không phải là méo ngu đâu anh em ơi. Hãy thấy là ngu thiệt đấy. Còn bên đây là vị trí của Tiến Bi. Tiến Bi hiện tại đang công lên anh em. Đấy. Còn bên đây là vị trí của ôi kem xoài à. Kem xoài là Gucci anh em à. Kem xoài là Gucci. Hạt game của Gucci tên là kem xoài anh em. Đấy. Em gái Lisa đấy. Đậu xe bắn khá là khác luôn anh em ơi. Cực kỳ căng. Nhưng mà tôi nói thật, tôi nhìn Gucci bắn ấy, tôi chỉ để ý cái con mèo trên cái súng Gucci thôi anh em ạ. À. Cái gì đấy? Xin bông keo à? À tốt bụng thế nhà cho bông keo luôn à. À, giọng với Hương còn được cái tóc bụng nữa ta. Ui rồi, cái gì đấy? Lắc. Ôi giời, cái ông kia nó áp ca luôn này. Cái thằng gì méo ngu này. Ôi giời ơi, sợ quá áp ca luôn này. Bây giờ chỉ ghi của Tiến Baby thôi anh em. Tiến Baby cân 2 anh em à. Để tôi coi thử với Tiến Baby cân... Ê lộn, Tiến Baby bắn 1 xích 1 anh em. Tiếng Gucci và Gucci ở dạ. À. Tính là cô gái Gucci người ta bắn khá là chắc kèo anh em nha. Bắn cũng khá là mềm mại đấy. Ôi giời, kéo tầm bật nhắm luôn anh em, nhưng mà được cái là hụt hết trơn, không gì nào bị đậu hết trơn á. Trời ơi, hơi lỗi anh em ơi, hơi lỗi nha. Nãy như trời như từ đầu trận tới giờ là tôi thấy được một pha full đỏ của Gucci rồi anh em ơi. Một pha bắn gọi là full đỏ. Ôi hay, hay em, hay. À, 1-1 thì quá là dễ rồi anh em, trận này tôi nghĩ là mất kim cương rồi. Thằng bên kia hình như nó bắn không lại nữa. Thua một đứa con gái nó áp ca luôn anh em à, tôi không hiểu luôn ấy. Ủa trời ơi. Trời ơi, gì méo ngu này. Tôi nói rồi, tôi thấy cái tên đó là tôi thấy bất ổn rồi anh em. Thầy thấy cái tên đó là thầy thấy bất ổn rồi. Đặt cái tên là thấy bất ổn rồi. Không thể nào mà không bất ổn được. À, trận đấu này hơi bị dễ nè, bởi vì bên kia cũng áp ca hết một thằng rồi. Nên trận đấu này tôi nghĩ là... Thì nói chung là thầy chưa biết Gucci cái kỹ năng ra sao. Thầy chỉ giao kèo là 1 của set 2 thôi. Tại lúc đầu là Gucci kêu là 1 của set 4 thì thầy đấy, để gỡ kèo cho Lisa không lấy được kim cương đó anh em. Nhưng mà... Ui má ơi, nó bắn đau vậy, bên kia bắn đau vậy. Nhưng mà tôi nghĩ là bên đây con gái, dù sao cũng là con gái. Nên thầy phải bắn nhẹ ta, anh phải kêu bắn 1 của set 2 thôi. Nhưng mà đây thì tôi thấy kỹ năng không là bồi gồm cho lắm. Ui, full đỏ luôn kìa. Trời ơi, còn ông nội kia mặt tả luôn rồi, xác định mặt tả. Ui ghê vậy ông nội. Anh em có thấy là Gucci để ý là Gucci bắn lục bạc khá là kinh luôn anh em, ra đạn toàn vào đầu thôi. Đấy, để thử tôi nhắn tin Gucci cho nó bắn lục bạc thôi. Đấy, bắn lục bạc thôi. Tôi thử kêu Gucci là bỏ hết xuống bắn lục bạc nha anh em nha. Đấy, bắn lục bạc thôi. Để coi thử cái trình độ của lục bạc của Gucci, cô gái bét đe chúng ta bắn như thế nào anh em. Bỏ hết xuống luôn nha anh em nha. Đấy, tôi vừa mới nhắn tin đấy. Đấy, tôi coi thử coi Gucci nó bắn như thế nào. Cái khẩu lục bạc trên tay anh em. Ôi trời ơi. Trời ơi, gì ghê vậy. À phe bà lại cho bơm máu, phe bà lại cho bơm máu anh em à. Bên kia nó AK hết một thằng rồi. Tôi công nhận là Gucci bắn ghê đấy. Ôi chưa AK. Ôi. Một pha hết sọn của tôi lại mày luôn ấy. Đậu xanh. Cái đeo gì đây. Ba viên máu đỏ trong vòng mấy viên đạn anh em ơi. Ôi ôi, mười bảy máu rất là khó. Tôi đang Gucci hiện tại đang gặp khó khăn trong trận chiến này. Còn 17 máu anh em, bên kia thì anh em bên kia là còn tới mấy chục máu rồi anh em à. Được bốn gần 500 máu lận. Hay một viên vô đầu nữa may ra chết. Ôi ôi, khó anh em ơi, khó rồi, căng rồi, trận đấu này căng rồi anh em. Lục bạc hên xu đây, căng rồi anh em ơi. Chiến luôn. Một pha hít sọt nữa tôi lại em luôn. À, em gái Lisa bắn nguy hiểm quá anh em ơi. Em gái đứa bắn giày ai chịu nổi. Thứ gì mà thằng nào chịu nổi anh em. Thằng nào chịu nổi anh em. Đâu rồi. Trời ơi, bên kia nó hình như nó xùi cái lơ sao ấy. Thằng nào chịu nổi anh em. Trời ơi. Ôi lắc khá là ghê luôn, di diễn khá là hay đấy. Nhưng mà chưa có một pha vô đầu cả. Ui. Ây. Xì ơi. Ủa là xì ơi trời ơi. Ây. Mù mắt ơi. Không còn gì để diễn tả anh em à. Á, cái mông bự quá. Ấy lộn.
Hay quá, bắn 7-0 luôn anh em. Thì ok, clip này cũng đến đây là hết anh em ơi. Thì tôi nghĩ là clip sau tôi sẽ cho Gucci một cái trận đấu căng hơn anh em. Trận đấu này thì bên kia nó sợ của Nam Ca, nhưng mà bộ sữa đẹp thiệt anh em. Ok, bye bye anh em nha.